tốt cho sức khỏe được người Nhật sử dụng nhiều nhất. Đầu tiên thì là trà diếp cá. Trà diếp cá công dụng là thanh lọc cơ thể, làm mát gan, hỗ trợ điều trị mụn nội tiết và giảm táo bón. Tiếp theo là trà nghệ, có công dụng giải độc rượu, bảo vệ gan, giúp bài tiết chất độc ra khỏi cơ thể, hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày. Trà giảm mỡ bụng KTP, thanh lọc cơ thể, đẹp da, đốt mỡ, giảm cholesterol, kháng viêm và giảm mụn. Hồng trà La Phi nổi tiếng với công dụng chống lão hóa, rất giàu canxi, mangan, tốt cho răng và xương. Tiếp theo là trà ổi, có tác dụng giảm cân, tăng cường trao đổi chất, rất tốt cho người tiểu đường và làm đẹp da. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.